Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 3, phần chính ở trong bài của chúng ta, đó là phần ngữ pháp, grammar. Number 3, grammar. Vậy thì trong phần ngữ pháp chính này, phần đầu tiên chúng ta sẽ học đó chính là the present simple. The present simple, đây chính là thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn. Phần số 2 cô sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là the present continuous. Và đây chính là thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Phần số 3. Phần ngữ pháp số 3 của chúng ta đó chính là the possible. Đây chính là thì quá khứ đơn. Và phần cuối cùng, số 4, chúng ta học một cấu trúc mới, đó là cấu trúc với enough, structure, with, enough. Vậy, trong phần ngữ pháp của Unit 1, chúng ta có 4 phần chính. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phần. Chúng ta có phần số 1 là phần đầu tiên. The present simple. Thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn. Vậy thì các bạn chú ý một chút. Thì hiện tại đơn thì thực ra, thực tế là cái này các bạn đã học rất là kỹ ở trong chương trình lớp 6 và lớp 7 thì đã giới thiệu với các bạn rồi. Tuy nhiên ở trong bài 1 của lớp 8 thì là cũng sẽ có ôn lại cái thì hiện tại đơn này. Vậy thì cô sẽ nhắc qua lại một chút. Đó là về đầu tiên, chúng ta có phần 1.1, chúng ta có phần structure. Đó chính là cấu trúc của thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với câu khẳng định này. Chủ ngữ, nếu chủ ngữ số nhiều thì động từ chúng ta để nguyên. Nhưng nếu là động từ số ít thì động từ chúng ta thêm S. Một số trường hợp thì chúng ta sẽ thêm ES. Và chúng ta sẽ có phần tiếp theo, đó là phần object là tân ngữ. Tiếp theo đó là với câu phủ định. Với động phủ định thì bao giờ các bạn cũng phải dùng trợ động từ. Vậy thì với chủ ngữ số nhiều, cô dùng trợ động từ đó là do not và cô viết tắt là don't. Chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ dùng does not và cô viết tắt đó là doesn't. Và sau đó thì động từ, khi đã có trợ động từ thì các bạn đưa tất cả các động từ về động từ nguyên mẫu, không còn s hoặc es nữa bởi vì chúng ta đã dùng trợ động từ. Và sau đó là thành phần tân ngữ object. Tiếp theo chúng ta đến câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đổi trợ động từ lên đầu. Vậy với chủ ngữ số nhiều cô dùng do lên đầu. Chủ ngữ số ít thì cô dùng does. Sau đó sẽ là chủ ngữ subject. Và các bạn nhớ một khi trong câu đã xuất hiện trợ động từ thì động từ chúng ta bao giờ cũng đưa về nguyên mẫu. Và phần cuối chúng ta có bộ phận đó chính là object tân ngữ. Vậy với câu nghi vấn hay chúng ta gọi là yes no question, bao giờ chúng ta cũng có hai cách trả lời. Yes hoặc là no. Yes thì sẽ là chủ ngữ cộng với do hoặc là does. Còn nếu no thì sẽ là chủ ngữ cộng với don't hoặc là doesn't.